bé gái mới 11 tuổi ở tỉnh Phú Thọ sinh con. Vụ này xảy ra mấy tháng trước tại xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Dư luận đã xôn xao khi một thiếu nữ mới 11 tuổi đã mang bầu. Đến nay người ta biết thêm về người mẹ trẻ và tác giả của bào thai. Tin địa phương hôn thứ Năm, ngày 16 tháng 2, cho biết thiếu nữ có tên viết tắt là T. Em sanh một bé trai nặng 3,2 kg tức 7 bao vào ngày 2 tháng 11, 2022. Do tuổi còn nhỏ, lại lần đầu sinh nở nên khi sinh, cháu có gặp chút khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của em gái và con đã ổn định. Bé trai rất kháo khỉnh, bụ bẩm, theo lời của ông Sáng, phó chủ tịch xã Khả Cửu. Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết vào tháng 10 năm ngoái, dư luận xôn xao khi hai em gái họ Vũ sinh năm 2011 mang thai. Trước đó, vào khoảng tháng 8, sau khi đi làm ăn ở xa về, thấy con gái mập lên bất thường, chị mờ, mẹ cháu tê, mới đưa con đến viện thăm khám. Tại đây, chị M chết lặng khi được các bác sĩ thông báo cháu T mang bầu hơn 6 tháng. Thời điểm đó, cháu T đang học lớp 5. Sau khi phát hiện sự việc đau lòng, chị M và gia đình không báo cáo với chính quyền địa phương. Chỉ đến khi những lời bán tán xôn xao khắp nơi, chính quyền địa phương mới biết được sự việc. Một bà chủ tịch hội phụ nữ xã Khả Cửu cho biết, cháu T, còn bé nên thời điểm mang bầu bụng to dược mặt nhưng vẫn đạp xe đi chơi cùng các bạn khắp nơi, vẫn hồn nhiên nô đùa như không hề có chuyện gì. Nhìn hình ảnh con bé 11 tuổi mang bầu mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Bé T là con thứ hai trong gia đình có hai chị em, hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó. Người cha uống rượu, sức khỏe yếu nên gần như không làm được việc gì. Chị gái của T, dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng phải bỏ học từ 3 năm trước để đi làm thuê đỡ đần gia đình. Trong nhà, người mẹ là trụ cột, lo toan mọi thứ. vì thường xuyên đi phụ hồ xa nhà nên chị mờ, ít khi về. Ở nhà, chỉ có bé gái sống cùng cha. Không có người chăm sóc, dạy dỗ. Trong khi cháu tê, lại hay chạy đi chơi, cháu đã bị hãm hiếp đến mang thai lúc nào không hay. Do thời điểm phát hiện, cháu tê đã mang bầu lớn nên cháu không đến trường để học lên lớp 6. Khi bị cha gặn hỏi, cháu tê mới nói đã bị một người anh trong xóm làm chuyện người lớn dẫn đến mang bầu. Thanh niên đó ở gần nhà và chỉ mới là học sinh lớp 8. Hiệu trưởng trường tiểu học cho biết, việc cháu T mang bầu khi vừa học xong lớp 5 là trường hợp rất đau lòng. Khi gia đình phát hiện ra sự việc, cháu đã kết thúc năm học tại trường tiểu học nên thầy cô cũng không hay biết. Khi còn đi học, cháu T có học lực khá và cũng là đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi như các bạn cùng trang lứa dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đáng lẽ ra, cháu vẫn đang theo học lớp 6, nhưng giờ phải ở nhà nuôi con, vô cùng xót xa.